Tại lễ công bố top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2023, P&G liên tiếp được xướng tên ở nhiều hạng mục giải thưởng bởi những chiến lược phát triển bền vững được triển khai một cách toàn diện và mới mẻ. Giải thưởng do tạp chí Nhịp cầu đầu tư tổ chức và bình chọn. Vượt qua gần 500 doanh nghiệp tham gia CSA 2023, P&G vinh dự đứng đầu top doanh nghiệp bền vững của năm. Theo đó, P&G được vinh danh là doanh nghiệp bền vững năm 2023, doanh nghiệp còn lập cú hat-trick ở 3 hạng mục tiêu biểu: tiên phong giảm thiểu rác thải, chiến lược nhân sự vì sự phát triển bền vững, tinh thần lãnh đạo ESG. P&G cũng là doanh nghiệp nhận được nhiều giải thưởng nhất tại CSA năm 2023. Ban tổ chức và hội đồng giám khảo nhận định các chiến lược phát triển bền vững của P&G đã được triển khai một cách toàn diện ở cả 3 trụ cột nói trên. Đặc biệt, P&G được đánh giá cao ở hạng mục tinh thần lãnh đạo ESG. Mới đây, doanh nghiệp cũng đã công bố kết quả kinh doanh lũy kế 5 tháng đầu năm đã hoàn thành hơn 50% kế hoạch lợi nhuận năm 2023. Đây là một kết quả đáng ghi nhận